Chào mừng các bác đã quay trở lại với chuyên mục CD yêu thích phần thứ 52 của Yến Âm Thanh Bãi Hà Nội. Trước khi bắt đầu khám phá 6 album đặc sắc nhất của tuần này thì em sẽ công bố kết quả của chương trình mini game đoán số trúng thưởng em đã lên sóng vào tối thứ hai vừa rồi nha. Ba chữ số cuối trong series của tuần 500 đó là 034, và xin chúc mừng bác khách có nickname ở trên YouTube là Nguyễn An đã đoán trúng hai chữ số cuối, tức là 34 nha. Hơi tiếc một chút rằng là mình bình luận là 534 sai có đúng một chữ thôi, nhưng mà không sao cả, mình vẫn được tặng một CD trị giá 150 nha. Dù rằng phần quà nó cũng không lớn lắm nhưng mà em rất là vui và mong rằng là bác vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ và theo dõi kênh YouTube bên em. Nếu bác đang xem clip này thì vui lòng nhắn tin qua Zalo giúp em tên, địa chỉ cũng như số điện thoại để em gửi tặng đĩa miễn phí cho mình nhé. Và nếu bác nào mà chưa đoán trúng thì không sao cả, bởi vì tối thứ hai tuần sau chúng ta lại được gặp lại nhau trong chuyên mục CD mới đầu tuần với một tờ 500.000 mới tinh nhá. Trở lại với 6 cái chương trình đặc sắc nhất của tuần này thì chọn bộ 6 album em đang giao tròn là 2.2 triệu, miễn phí ship tận nơi và tặng thêm cho mình là một đĩa tùy chọn. Ngoài ra các bác thể mua lẻ, quanh đâu em sẽ báo giá từng đĩa đến đó. Sở dĩ cái tổng tiền của 6 đĩa này nó khá là cao bởi vì hôm nay toàn là những cái chương trình đĩa gốc chính hãng rất là hay nhá. Mở đầu với album Hương Lan Nụ Hoa Nhỏ, một cái chương trình có thể coi là tuyệt phẩm để đời của Hương Lan. Hòa âm của Thúy Nga rất là hay, cũng như đây là cái thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp của Hương Lan, với những Như Đã Giấu Yêu, Tình Đầu, Chỉ Có Một Người, Xin Cảm Ơn, Môi Tím hay là Khối Tình Trương Chi và Trúc Đào. Đặc biệt là trong này có hai ca khúc song ca với Tuấn Vũ cũng rất là đặc sắc, đó là Gió Về Miền Xuôi và Con Quốc Việt Nam. Chương trình địa chính hãng của Thúy Nga em đang giao là 700.000 nhá. Đắt nhưng mà sắt ra miếng đấy ạ. Các bác sẽ được sở hữu cái phôi đĩa chính hãng này, có tem mác xịn bên ngoài của Thúy Nga này. Và đương nhiên là chất lượng tiếng bên trong thì không phải bàn cãi rồi. Em đã bán cái chương trình tái bản loại 150 khá là nhiều, nhưng mà với cái chương trình đĩa xịn này, nếu bác nào có điều kiện thì nên sưu tầm nhá. Phôi chính hãng đây, rất là đẹp. Các bác xem qua nhá. 700.000 nhá. Hương Lan Nụ Hoa Nhỏ. Âm thanh phải nói là bay bổng tuyệt vời, cực kỳ là sắc nét. Đây cũng là cái album tiêu biểu mỗi khi mà nhắc đến Hương Lan đây. 700.000 đĩa chính hãng. Ngoài ra em vẫn đang có cả phiên bản đĩa tái F150 phú đúc lòng trắng cho bác nào thích chơi vừa tiền hơn nhá. Ở sang album bên này thì ta sẽ có chương trình Nợ của Thanh Lam Hồng Nhung đĩa chính hãng, em đang giao là 250. Nếu mà được chọn ra những cái album trong nước hay và ấn tượng nhất đối với em thì cái CD Nợ của hai diva chắc chắn sẽ nằm top đầu của danh sách đây ạ. Lời khen dành cho cái phần hòa âm phối khí trong CD được làm rất là chuẩn, bass chép căng tiếng tha hồ cho Hồng Nhung và Thanh Lam phô diễn hết những cái kỹ thuật, nội lực và màu sắc trong giọng hát. Ra mắt từ năm 2006 nhưng mà đến nay thì vẫn nhiều audiophile tìm mua và nghe lại album này. Thử loa rất là hay các bác nhá, nhất là bác nào thích những sáng tác của Viết Tân như là Ấm Nồng này, Bất Chợt, Em Hồng Nhung Rất Lạ hay là Đêm Hà Nội Nhớ, À Ơi Tay Mẹ và Nợ thì không nên bỏ qua đâu. Đĩa chính hãng 250 nhá. Bìa nó có 3 lá như này. Đĩa chính hãng đây. Nợ Thanh Lam Hồng Nhung. Hai giọng ca có thể coi là hàng đầu của dòng nhạc nhẹ Việt Nam đúng không nào? Những tình ca Viết Tân. Cái bộ đĩa của Viết Tân thì cái bộ mà tình ca Viết Tân này này nó có cả 3 đĩa cơ. Đó là Nợ này, Chạm Vào Đêm cũng như là album Biệt nữa, thì bác nào thích sưu tầm có thể nhắn tin qua Zalo, em sẽ gửi anh tên cho mình chọn nhá. Còn album ngày hôm nay là 250. Và hiện tại thì em đang bật cho cả nhà nghe một cái giai điệu ở trong cái album saxophone này đây của nghệ sĩ Tùng Sắc, album tên là 1989. Đây là một cái album mà cũng khá là mới thôi, và em nghe thì em thích bật những cái lúc nào mình thư giãn ấy, bởi vì những cái phần chơi saxo này nó rất là hay, rất là bay bổng. Album sẽ gồm có 8 bản nhạc mang phong cách đương đại, được hòa âm phối khí chỉn chu, sang trọng, mang cho người nghe nhiều cái tầng cảm xúc khác nhau. Trong đó thì có những cái sáng tác mới của nhạc sĩ Dương Cầm, Minh Tú hay là Minh Dương, như là Fall in Love mình đã được nghe thử này, có The Story of Eleven, có Keep Hoping và một cái bài do chính Tùng Sắc chơi nữa, 1989 saxophone. Tiếng rất là hay nhá. Sở hữu kinh nghiệm gần 20 năm chơi nhạc, biểu diễn trong hàng trăm những cái chương trình lớn thì Tùng Sắc được nhìn nhận là nghệ sĩ chơi nhạc đầy kỹ thuật và có cá tính âm nhạc rất là mạnh khi trình diễn. Album 1989 này cũng thể hiện rõ cái cá tính âm nhạc của Tùng khi mà chơi với các thành viên ban nhạc Dương Cầm. Nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau trong album này nhá. Và các bác lưu ý đây là album hòa tấu không lời nhá, saxophone không lời. Rất là bay bổng, đầy ngẫu hứng trong từng giai điệu, từng nhịp điệu một. Đĩa chính hãng này hơi đắt một tí nhá, em đang giao là 400.000. Nhưng mà thực sự là chất lượng tiếng thì rất là hay, không có gì để chê cả. Đấy, bìa họ làm cũng rất là đẹp, cẩn thận này. Có rất là nhiều thông tin bên trong cho các bác về mình khám phá thêm. 400.000 nhá.
Còn trọn bộ 6 đĩa ngày hôm nay em đang giao tổng là 2 triệu 2 nhá. À, cũng đang trong cái dịp vẫn là mùa xuân, hôm nào thì mùa nào thức đấy. Hôm nay em có một cái album của Quang Dũng có tên là Tình Tự Mùa Xuân, chắc là nhiều bác sẽ thích giọng nam trầm ấm này. Ở trong này thì có khúc nhạc ngày xuân, gửi người em gái, dịu dàng sắc xuân, xuân quê tôi, ngày Tết quê em, hay là lời tỏ tình mùa xuân cũng rất là hay. Địa chính hãng của Viết Tân Studio em đang giao cái này là 208. Bác nào thích mua lẻ có thể nhắn qua Zalo giúp em nhé, đúng tên đĩa tên ca sĩ. Đây là phôi đĩa chính hãng đây. Toàn bộ kích ngày hôm nay thì em đang sử dụng nhạc nền trong cái album Tùng Sắc này nhá. Và trong 6 đĩa ngày hôm nay thì em cũng có chọn ra hai cái chương trình nhạc trước năm 75 khá là được nhiều khách quan tâm, đó là chương trình băng nhạc Thương Ca 5 và Trường Sơn 4. Đây có thể coi là hai cái băng nhạc trước năm 75 tổng hợp được rất là nhiều những nghệ sĩ yêu mến này, cũng như là có nhiều clip bài rất là hay. Chẳng như là trong Thương Ca 5 thì sẽ nổi bật với cái phần hòa âm của ban nhạc Văn Phụng và những cái sáng tác của Duy Khánh, là Y Vân, Hoài Linh hay là Châu Kỳ, Hoàng Trang, Mộng Ước Mai Sau, Người Em Sầu Mộng, Giọt Lệ Đài Trang, Rừng Thay Lá, Thương Nhớ Người Yêu hay là Thương Về Quán Trọ Ngoài Ô Đèn Vàng, với tiếng hát của những Hoàng Oanh, Khánh Ly, Băng Châu, Thanh Lan, Giao Linh, Phương Dung, Nhạn Trắng Gò Công. Thương Ca 5 cả nhà nhá. Em đang giao là 300.000. Đĩa này là những cái chương trình thu từ băng cối sang, cho nên âm thanh nó rất là dày, nó rất là tí tách. Đúng cái chất mà lóc cóc cho các bác mà thích cái giai điệu chậm rãi trước năm 75 đây. Đĩa họ làm rất là đẹp nhá, chuẩn chỉ luôn. Thương Ca 5 có hai mặt nhá, mặt A, mặt B. Đó, giống như là băng cối nó cũng có hai mặt đúng không nào? À rồi, và mình cùng kết thúc clip ngày hôm nay với Trường Sơn 4, cũng là một cái album trước năm 75 em bán rất là nhiều vì lead bài nó hay, và đến cả những ca sĩ bên trong cũng đều là những ca sĩ rất là gạo cội nữa. Ta có Hương Lan, có những Trúc Mai, Anh Khoa, và đương nhiên không thể thiếu cả những Thanh Thúy và Duy Khánh rồi. Ở trong này thì có Hàn Mặc Tử, Tiếng Hát Trên Sông, Buồn Ca Nhỏ, Tình Thắm Duyên Quê, Sơn Nữ Ca. Thực sự là bài nào trong này cũng là những cái bài kinh điển luôn đấy ạ. Các bác nhớ cho em cái số Trường Sơn 4 này nhá, với cả Thương Ca 5 là hai cái chương trình trước năm 75 cho bác nào mà thích nghe cái dòng nhạc nó hoài cổ một chút. Đúng chất kiểu lóc cóc đây, rất là mộc mạc. Nhưng mà nghe giai điệu trước năm 75 cảm giác nó không biết tả như nào, dù rằng là âm nhạc, các cái nhạc cụ của họ không thể hay như là sau này được, cái phòng thu cũng không hiện đại như sau này, nhưng mà cái chất nhạc trước năm 75 vẫn có cái nét gì đấy rất là riêng, rất là quyến rũ đúng không nào. 300.000 nhá, còn chọn bộ 6 đĩa ngày hôm nay em đang giao tròn tổng là 2.2 triệu. Mình phải ship tận nơi và tặng thêm một đĩa tùy chọn nhá. Các bác quan tâm hoặc là muốn mua lẻ album nào có thể chụp ảnh màn hình hoặc là nhắn đúng tên đĩa gửi qua Zalo giúp em 0912 906 897. Bên em ship sâu đây từ 3 đĩa trở lên, mình phải ship từ 700.000. Bác nào mua đơn từ 10 đĩa hoặc từ 1.5 triệu thì bên em sẽ tặng thêm một đĩa để kỷ niệm. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều, cùng xin phép chào tạm biệt, cũng như là chúc các bác hai ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ.